ăn bát cháo này, thường xuyên bạn sẽ không bị dạ dày đến tận cuối đời. Đông y có nhiều cách chữa bệnh đơn giản, hiệu quả, có thể áp dụng dễ dàng. Món cháo chữa bệnh đau dạ dày này có thể giúp bạn hỗ trợ giảm đau nhanh chóng, an toàn, bổ dưỡng. Đa số trong chúng ta thường chưa chú trọng chất lượng của bữa ăn sáng, lại càng ít người ăn một bữa sáng với mục đích chữa bệnh. Một bữa sáng tốt không phải là cứ ăn thêm nhiều thịt cá, một bát cháo loãng đơn giản lại là một lựa chọn tuyệt vời. Các chuyên gia đông y đã nghiên cứu và gợi ý cho chúng ta một bài thuốc chữa bệnh yếu tỳ vị, gây đau dạ dày, lá lách có thể sớm khắc phục một cách hiệu quả. Công thức và cách làm món cháo này lại hết sức đơn giản. Cách nấu món cháo khoai gạo lứt chữa bệnh dạ dày. Nguyên liệu: gạo lứt 100g, khoai lang. Có thể thay thế bằng các loại khoai khác như khoai mỡ, khoai từ, khoai môn. Táo tàu khô 3-5 quả, đường tinh luyện vừa đủ. Cách làm: vo gạo sạch, nấu cháo bình thường khoảng 1-2 tiếng cho đến khi gạo chín nhừ. Gọt sạch khoai, thái miếng vừa, rửa táo tàu, cho vào nồi cháo tiếp tục nấu khoảng 15 phút cho khoai chín. Thêm đường đảo đều, đun sôi một lát rồi ăn nóng ấm. Tác dụng: các loại khoai, đặc biệt là khoai từ, khoai mỡ rất tốt cho sức khỏe của dạ dày và lá lách, sinh khí ích phổi, bổ thận sinh tinh. Là một món ăn tốt cho đường ruột, ăn đến đâu, biết đến đó. Những người có nhu cầu chữa các bệnh về dạ dày, lá lách, người ăn kém, tiêu chảy mãn tính, phổi yếu gây ho, thận hư di tinh, tiết dịch âm đạo, thường xuyên đi tiểu, khát nước nóng trong người có thể ăn thường xuyên để cải thiện tình trạng bệnh. Món cháo này nên nấu thường xuyên và ăn dài ngày trong các bữa sáng. Một thời gian sau sẽ cảm nhận được tác dụng ngăn chặn mồ hôi, lá lách và dạ dày suy nhược, mệt mỏi, thiếu máu, mất máu, tim đập nhanh, khó tiêu, hơi thở yếu. Người mắc bệnh dạ dày lá lách nên lưu ý những món ăn có tính hàn lạnh, đông y khuyên bạn không nên ăn quá nhiều. Ví dụ như mướp đắng, dưa chuột, bí xanh, cà tím, rau muống, cần tây, rau dền, rau diếp, chuối, lê, dưa hấu, đậu xanh, đậu hũ, yến mạch. Những món ăn có hương vị đậm đặc, cay nóng như thịt vịt, thịt lợn, sữa, hàu, vừng. Những thực phẩm khó tiêu, lợi khí như kiều mạch, táo gai, củ cải, rau mùi. Chồng em hết đau nhức vì hút đã hành hạ mấy năm trời, nhờ vào nắm đậu xanh. Chỉ bằng những nguyên liệu rẻ tiền và đơn giản mà em đã giúp chồng mình vượt qua được căn bệnh hút đã hành hạ mấy năm trời. Chính chế độ ăn uống ngày nay của chúng ta là một trong những nguyên nhân khiến cho bệnh hút ngày một nhiều và nặng hơn. Như trường hợp của chồng em nè, lúc đầu bệnh chỉ nhẹ nhẹ thôi, nhưng giờ đã chuyển nặng, và mỗi khi thời tiết thay đổi sẽ rất khổ sở về bệnh này. Chắc các chị không còn lạ gì về căn bệnh này nữa đúng không? Hút là bệnh lý rối loạn chuyển hóa uzin làm tăng nồng độ axit uric trong máu, dẫn tới lắng đọng natri uzat trong dịch khớp, ruột, xương hay tổ chức dưới da. Sự kết tinh thành các tinh thể này khi đạt đến một lượng nhất định sẽ gây ra hút cấp tính. Những cơn đau do hút gây ra sẽ có mức độ từ nhẹ đến nặng, từ thưa đến mau và thậm chí dữ dội, không đi lại được, các khớp xưng to, phù nề, căng đỏ, sung huyết khiến người bệnh không chỉ bị giảm sút về mặt sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Trước đây, chồng em phát bệnh mà không biết, nghĩ mình bị khớp, cứ đi tìm thuốc chữa khớp, uống mà chẳng thấy hiệu quả, vẫn bị đau. Đến khi đi khám kỹ lại thì mới biết mình bị hút. Biết hậu quả là vậy, mà chồng em làm bên ngành xây dựng thường phải đi lại, tiếp khách nhiều nên bệnh ngày một nặng hơn. Có khi đi khám thì thấy chỉ số axit uric đã là hơn 720. Những cơn đau bắt đầu ở các khớp ở ngón chân cái, cổ chân và đau đột ngột, nhất là sau các bữa ăn thịnh soạn, thường xảy ra vào ban đêm, càng về đêm lạnh càng đau. Những lúc như vậy, em thường thoa dầu nóng cho chồng bớt đau nhưng chỉ là giai đoạn đầu thôi, vì lúc đó những cơn đau giãn cách vài tháng mới lên một cơn, nếu không điều trị cũng tự hết. Nhưng cứ nhậu nhẹt kiểu đó thì làm sao hết được, bệnh càng ngày càng nặng. Khoảng cách giữa các cơn đau ngắn dần và xuất hiện những khối u nhỏ dưới da. Bệnh hút không chỉ gây ra những bất tiện trong việc đi lại, mà khi đã chuyển sang giai đoạn cuối, thì người bệnh có khả năng không thể vận động và kèm theo nhiều biến chứng ở thận, suy kiệt dần, có thể dẫn đến tử vong. Chồng em có đi khám và uống thuốc mấy lần, mà bệnh cứ tái đi tái lại mãi à, em thấy lo lắng lắm, mỗi khi thời tiết thay đổi thì càng đau nhức hơn. Uống tây y không bớt nên em chuyển sang đông y xem thế nào.
và nguyên liệu mà em sử dụng là một loại vô cùng quen thuộc, đậu xanh. Cách làm đơn giản lắm các chị, mọi người chỉ cần dùng đậu xanh còn nguyên vỏ vo sạch và ninh nhừ, không cho thêm gia vị là được rồi. Tuy theo sở thích của từng người mà chúng ta có thể nấu đậu xanh khô hoặc nhão nhé. Mỗi sáng ngủ dậy em sẽ cho chồng ăn một bát thay cho ăn sáng, và cứ ăn như vậy liên tục trong vòng 30 ngày thì mới có tác dụng nhé. Trong đông y, đậu xanh có giải độc, trừ phiền nhiệt, bớt sưng phù, điều hòa ngũ tạng, nấu ăn bổ mắt và trừ được các bệnh thuộc nhiệt. Vỏ đậu xanh không độc, có tác dụng giải nhiệt độc, dùng chữa mụn, ung nhọt. Sở dĩ đậu xanh có thể chữa được bệnh gút là do trong đậu xanh có nhiều chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đạm, làm giảm quá trình thoái hóa biến đạm để sinh năng lượng, nên giảm sự hình thành axit uric trong cơ thể. Không những vậy, đậu xanh cũng có tác dụng kháng viêm cao. Cung cấp đậu xanh trong bữa ăn hàng ngày vừa giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, vừa có tác dụng giúp phòng ngừa và giảm viêm do hút gây ra một cách hiệu quả. Tuy bài thuốc trị gao từ đậu xanh khá đơn giản và có hiệu quả, nhưng có một hạn chế lớn là đậu xanh nghiền rất dễ ngán, nếu không thực sự quyết tâm khó có thể ăn đều đặn trong thời gian 30 ngày. Em thấy bài thuốc này hay nên chia sẻ lên để mọi người cùng tham khảo. Còn việc công hiệu như thế nào là còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người và cách mà chúng ta áp dụng thuốc có đúng cách hay không nữa đó. Chúc các bạn thành công. Bài thuốc chữa dứt điểm thoát vị địa đệm.